Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft CBCmon. Và trong làng của mình bây giờ lại có một cái anh dân làng trao cho cái nhiệm vụ màu đỏ rồi. Kìa. Lúc nãy mình đi cày những cái linh hồn cho cái orb này mình phát hiện ra á. Mình thì đang giữ trong người hai cái nhiệm vụ đỏ làm chưa có tới đâu nè. Nhưng mà nhiệm vụ đỏ này thì rất là hiếm xuất hiện ha. Nên thôi thì kệ, mình nhận trước đi. Rồi làm được hay không thì tính sau. Ở nhiệm vụ này thì vẫn nhắc đến cái loài chim huyền thoại nè. Mình để ý nha. Cứ hễ là nhiệm vụ đỏ thì mặc định là nó lại là nhiệm vụ liên quan tới chim á. Không hiểu luôn. Thích chim lắm hay sao ấy. Rồi lần này thì là một loài chim lửa à. Vậy là mình có tổng cộng là 3 nhiệm vụ liên quan tới chim rồi. Nhiệm vụ đầu tiên là chim điện đúng không? Bây giờ đang là chim băng. Và sắp tới là nhiệm vụ chim lửa. Nhiều chim thiệt sự ấy. Rồi và ở đây thì mình đang đập thêm một ít cái nắp bóng chứa Pokemon nè. Tại vì hôm qua mình bắt cái em Metan á. Mình tốn quá trời bóng chứa mà bắt không được. Nên hôm nay mình phải đầu tư nhiều hơn nữa. Để gặp mấy em lì như vậy thì chúng ta còn bắt được ha. Và cái orb của mình thì hiện tại nó chỉ còn thiếu cỡ 12 linh hồn nữa thôi. Nên tầm một tí nữa ha, chúng ta farm vài em Pokemon nữa là có thể lắp đầy cái orb này rồi. Và trở lại vùng băng để chúng ta gắn vào cái ngôi đền ấy. Là có thể kiểu như là thử sức chinh phục cái loài chim huyền thoại ở vùng băng rồi. Quá là đã luôn. Nhưng mà để bây giờ mình chế tạo mấy quả bóng chứa đi. Chế tạo lẹ còn đi nữa nè. Tranh thủ, nay nhiều việc lắm. Đầu tiên là Fastball ha. Làm thiệt là nhiều luôn. Kế tiếp là tới Ultra Ball. Hôm nay thì chỉ có hai loại bóng này thôi ha. Rồi, còn có Repeat Ball nữa, quên mất. Xong, vậy là chúng ta đã chế tạo xong được một ít quả bóng rồi. Giờ thì có thể lên đường và trở lại cái vùng băng thôi. Bữa nay thì mình đang có ý định là sử dụng cái đội hình toàn là á thần không á. Nhưng mà bây giờ thì mình có em Salamence này chưa có lên cấp 100 nè. Nên mình cũng phải luyện cho em này lên cấp 100 đi. Còn có em á thần nào chưa lên cấp 100 không? À còn hai em lận. Dragonite cũng chưa nè. Komo-o cũng chưa luôn. Rồi và một em cuối cùng. Để chúng ta lắp đầy cái orb này. Đấy. Và bây giờ nhiệm vụ nó đã rẽ mình sang một cái hướng là kiểu như là đi đến cái ngôi đền băng nè. Nhưng mà nó đâu biết rằng là mình đã tìm được ngôi đền này trước khi mà nó chỉ mình cơ. Thôi thì vô trong cái ngôi đền. Giờ thì chúng ta chuẩn bị triệu hồi các em chim huyền thoại ở vùng băng thôi. Đấy. Em có tên là Articuno. Wow, cái đuôi dài chứ kìa. Giờ thì mình sẽ cấu rẽ trước một xíu ha. Hy vọng là em ấy sẽ còn nhiều máu. Rồi, ok, kéo ghẻ bằng kỹ năng này ok nè. Vẫn còn giữ được lượng máu ở mức an toàn ha. Và bây giờ, tung bóng chứa liền thôi. Bữa nay thì mình có rất là nhiều bóng chứa luôn. Nên việc bắt em Articuno này mình khá là tự tin ha. Thôi em, trước sau không về đội anh thôi, về sớm đi. Nope. Ui. Trời. Quê căng nha, Articuno hồi phục ghê lắm. Hồi lần hơn nửa cây máu lận. Căng rồi. Thôi về đội anh đi, anh bữa nay trăm mấy quả bóng lận đấy, em về đội anh đi. Nope. Không là anh ném cho em ngất luôn đấy. Đừng có đùa. A few moments later. Ui, hình như có gì đó sai rồi. Hình như mình chế tạo nhầm bóng chứa rồi. Đáng lý ra mình phải chế tạo Thunderbolt mới đúng. Mình chế tạo nhầm Repeat Ball rồi. Trời đất ơi. Sugana thiệt. Mình chế tạo bóng chứa quá 180 phút rồi. Tiếc thế nhờ. Phải giờ mình có Thunderbolt thì chắc bắt ok hơn á. Nãy giờ cũng mình thử vài lần rồi. Nhưng mà vẫn chưa có cơ hội mà bắt được Articuno nè. Mấy em chim huyền thoại này khó bắt thiệt luôn á. Đây rồi. Ý là lần này mình đoán được là bắt Articuno rất là khó đấy.
mình đã làm rất là nhiều bóng chứa mang theo, nhưng mà cũng ngốn mình đâu đó cỡ gần 100 quả. Quá là khó bắt luôn ấy chứ. Nhưng không sao, cuối cùng thì chúng ta cũng đã bắt được ẻm rồi ha. Giờ thì nhiệm vụ đã xong rồi. Mình sẽ trở về để gặp Lo Keeper Agatha để trả nhiệm vụ thôi. Không biết cho mình gì đây, Masterball hay là Parkball? Cũng có thể lắm á. Nhưng mà giờ thì chúng ta sẽ coi. Đây, chúng ta đã có được Articuno về đội rồi ha. Mình sẽ cùng nhau ngắm ẻm cái. À, cửa ẻm này thì mình bay cũng quầy, khá là nhanh đấy. Hơi bị nhanh đó nha. Quá đã luôn. Tốc độ bay là khỏi phải bàn rồi nè. Còn về sức mạnh của ẻm thì sao? Ẻm không có cái ký hiệu Gigantamax ở đây rồi. Nhưng không sao, dù sao thì ẻm cũng là một Pokemon chim huyền thoại đó nha. Như vậy thì trong đội hình mình đã có được hai em chim huyền thoại. Em đầu tiên là Zapdos, bây giờ là Articuno á. Sắp tới gán kiếm thêm một em chim lửa nữa là đủ bộ ba chim huyền thoại luôn á. Giờ thì chắc mình sẽ về nhà để mình kiểu như là làm lại cái bóng chứa thôi. Hồi nãy thì mình chế tạo nhầm cái Thamerball thành Repeatball rồi. Trong lúc chờ đợi cho mấy cái nắp Thamerball đập ra xong thì mình sẽ đi trả nhiệm vụ đi ha. Để coi người giao nhiệm vụ mình núp ở đây à. Ui giời, giao cho người ta xong rồi đi núp vậy. Cho mình kẹo. Yêu. Mình tưởng cho bóng chứa xịn chứ. Cho mình 30 mấy cục kẹo. Thôi kệ, có kẹo cũng đỡ ha. Ít ra còn có cho đồ. Chứ không như một vài người nào đó kêu người ta làm nhiệm vụ cực khổ mà cho kinh nghiệm không á. Nói vậy ai nhộp thì nhộp ngang. Rồi, và bây giờ mình sẽ lấy mấy cái nắp Thamerball ra để chúng ta chế tạo bóng thôi. Chuyện này là có Thamerball này nè. Mấy em lì lì là kiểu gì cũng bắt được thôi à. Chứ gặp mấy em lì như Articuno hồi nãy á, mà không có Thamerball thì cực kỳ khó bắt luôn. Rồi, có Thamerball rồi, tự tin lại rồi đó. Tăng độ tự tin rồi. Giờ thì get go thêm một chập nữa. Bữa nay thì mình sẽ gán luyện cho Salamence cũng như là Komo của mình kiểu như là lên cấp 100 luôn á. Lúc đó thì mấy em ấy mới đạt được sức mạnh tối đa. Chắc gánh tèm dữ lắm á nha. Á thần ấy không đùa đâu. Cũng như là mình sẽ trở lại cái vùng rừng gần gỗ băng sam khổng lồ này nè. Mình đi tìm một vài em Pokemon xịn sò con bò ha. Mình đi qua cái vùng này khá là nhiều lần rồi, nhưng mà tới thời điểm hiện tại mình vẫn chưa gặp cái em Pokemon xịn sò đó. Để coi bữa nay thì chúng ta có may mắn hơn hay không ha. Gán tìm mới được. Rồi đồng thời mình cũng sẽ lượn lượn qua mấy cái chỗ này. Coi. Ủa đây là Pokemon gì mà lạ vậy? Kệ xúc trước đi ha. Trận chiến đầu tiên với boss thì mình sẽ đưa Calyrex đi. Mình thấy Calyrex thấy vậy thôi nhưng mà mạnh lắm á. Đừng đánh giá qua hình dạng của ẻm nha. Nhỏ nhắn như thôi nhưng mà chứa một sức mạnh rất là kinh khủng ấy. Mấy em boss mà lạng quạng là bị ẻm đấm không trượt phát nào đấy. Không đùa. Này, kích liễu boss được không nè. À, boss có lớp giáp đó. Ý mà có lớp giáp phòng ngự rồi đó mà quýnh còn xiên giáp luôn cơ. Ghê thiệt sự. Rồi, đây là Pokemon Wormadam. À, thôi, mình không bắt em này đâu. Ồ, nhưng mà được cái Pokemon này cho mình một cái viên đá lá. À, tiến hóa cho một vài em Pokemon thẻ cỏ. Được. Hợp lý nè. Bây giờ buổi tối hả ta? Không biết là em Pokemon đó sẽ spawn vào ban ngày hay là ban đêm này. Cũng khó á. Không, mình cứ đi dạo trước đi. Nếu mà hơn thì kiểu gì cũng gặp thôi à. Đi kiểu gì không biết, lạc qua vùng Misa và phát hiện ra ở đây có một em boss Salamence nè. Trời ơi, đây là dạng Mega của Salamence á. Coi cái quả cánh nha, đẹp thiệt sự luôn. Nhưng mà em này sẽ rất là mạnh đấy. Để coi mình có. À không sao, mình có Calyrex. Không sợ ha. Giờ thì chắc mình sẽ đưa Calyrex vô trước luôn nha. Thử sức coi. Coi có đánh lại với Salamence boss hay không nha. Wow, ghê thiệt. Rồi, mình sẽ Dynamax cho em trước.
Ui, Salaman quýnh cơ. Thốn chưa? Nhưng không sao, Calyrex của mình lo được. Nhưng mà có vẻ em sẽ không chịu thêm nổi một hit của Salamence rồi. Hay rồi, kéo được. Hơn 80% máu là đỉnh lắm rồi đó. À, giờ thì chắc mình sẽ cho Melmetal vô tăng một xíu á. Hy vọng là vừa tăng và vừa kết liễu được boss Salamence luôn. Được hay không? Ui, không kéo rỉa nổi. Lần này thì sao? Melmetal. Hay quá, Melmetal kết liễu được Salamence boss rồi. Và như vậy thì chúng ta có được viên Mega cho Salamence luôn. Một viên đá dết cho mấy vị thần trong rừng nè. Quá đã Hôm nay Salamence sướng nha. Có viên Mega luôn. Nhưng mà muốn Mega cho ẻm được thì mình cần phải đeo vòng Mega vô trước cái đã. Đây để mình đeo vòng Mega vô. Rồi cho em Mega lên cái ha. Thích nha, thích nha. Quá là đã luôn. Giờ thì mình... bây giờ Salamence là bị thọ cấp rồi. Mà thôi, giờ mình luyện cũng được. Đó đó đó, khi Mega kìa. Cái cánh của em như hình cái mặt trăng gì ha. Mặt trăng khuyết vậy. Quá ghê luôn. Thích chưa, thích chưa. Rồi, đây là trainer à. Được, cho trainer đối đầu với Salamence của mình luôn. Hẻm Mega được rồi. Tới công chuyện, tới công chuyện. Wow. Có vẻ là trainer này không phải là đối thủ của Salamence rồi. Mấy em Pokemon của người này á, chỉ mới có cấp 41 thôi. Đỡ hộ. Rồi tiếp theo là Rolycoli à. Đỡ hộ đi. Xong rồi, chiến thắng luôn rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm luôn. Hiện tại thì trong đội hình của mình á, thì còn mỗi em Tyranita là chưa có viên Mega ha. Hơi thiệt thòi cho em rồi. Mặc dù có em rất là sớm nhưng mà chưa có tìm được viên Mega cho em. Thôi thì chịu khó đi em ơi. Ít bữa nữa anh mà có gặp boss thì anh xử. Rồi anh kiếm viên Mega cho em sao ha. Tội nhỏ. Giờ thì trời sáng rồi nhờ ha. Được rồi, mình sẽ quay lại cái vùng gần gỗ Vân Sam tiếp. Tại vì buổi tối mình đi lòng vòng ở bên đó mình chả thấy cái em nào xịn sò xuất hiện hết á. Nên bây giờ ban ngày thì mình sẽ thử quay trở lại đó ha. Cuối cùng thì cũng tìm ra rồi. Đây là em Pokemon hơi bị xịn ở cái vùng này luôn á. Có tên là Reshiram á. Ui, màu trắng nhìn đẹp thiệt. Em là một Pokemon vừa hệ rồng cũng như là vừa hệ lửa nha. Quá đã luôn. Ủa đâu rồi? À đây, chạy qua đây hả cưng? Chạy đi đâu bé ơi? Đứng lại nói chuyện xíu nào. Giờ trước mắt thì mình sẽ giao lưu võ thuật với em này một xíu ha. Kéo rỉa máu trước đi. Đây đấy, hai em rồng đánh nhau thì hơi bị thốn luôn. Mình chủ yếu là muốn kéo rỉa máu em trước thôi à. Rồi, kéo rỉa thêm một hit được nữa không ta? Mình sợ đánh không kịp á. À kịp. Rồi, em rất là hấp máu rồi. Giờ thì mình sẽ cho Melmetal vô tăng xíu ha. Rồi chúng ta sẽ tung bóng chứa và thu phục Reshiram thôi. Em rồng này trắng tinh rồi, nhìn thích ghê. Ê, Melmetal bị gục rồi, nhanh vậy. Rồi, thử thu phục em này với Fastball đi. Rồng thì thường sẽ rất là nhanh nhạy đấy. Chắc Fastball sẽ hiệu quả lắm đây. Nope. Trời, suýt nữa là bắt được ngay từ lượt đầu rồi. Ấy chà chà, được đấy, Fastball có dễ hiệu quả nè. Chút xíu nữa là hốt em này về đội luôn rồi. Vậy, em chịu về đội mình rồi. Thêm một Pokemon rồng về đội mình nữa rồi đó. Quá là đã luôn. Giờ thì đội hình rồng của mình là hơi bị nhiều em rồi đó nha. Chúng ta cùng nhau ngắm Reshiram á. Mình thấy em này có cái màu rất là đẹp luôn, trắng tinh á. Đã thiệt, mắt cũng rất là đẹp cơ. Còn về hình dạng thì sao? Em chỉ có dạng thường với dạng shiny thôi. Wow. Mình thấy dạng thường lại đẹp hơn nhá. Kiểu trắng tinh như vậy nhìn rất là đã luôn á. Kiểu này mình gọi là bạch long đi nhờ. Bạch long là hợp lý luôn á. Một em rồng trắng tinh à. Ui, em còn có kỹ năng phun lửa nữa hả?
Nhưng mà mình dùng kỹ năng này không được. Nè được nè, được nè. Uầy, em phun lửa được luôn. Đã vậy, em rồng này bị VIP nha. Thích ghê luôn, bữa nay mình có thành viên cộng cán vô đội rồi. Quá đã, công tình chờ đợi ở cái vùng này cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng một em rồng, hơi bị xinh. Thôi thì lượn thêm vài vòng nữa đi, biết đâu lại gặp thêm một em rồng nữa thì sao, cho đủ một cặp. Một cái hố Ultra gần đây. Mình cũng lâu rồi chưa qua đây. Được, bữa nay mình sẽ cưỡi Red Siram đi quẩy bên này ha. Coi coi như thế nào. Mới có em rồng nên mình hơi bị sung luôn. Đi, let's go thôi em. Chuyến đi đầu tiên của anh với em ở bên đây đó. Ui, mới qua mà gặp Boss Katana luôn rồi. Wow, thời tới em ơi. Xúc thôi. Ôi, mình quên đeo cái dòng Gigantamax rồi, đánh lại không đây? Ui, không có đem dòng Gigantamax rồi. Phải đeo dòng Dynamax vô. Để có gì mình còn Gigantamax mấy em Pokemon mình lên nữa. Và với Boss Katana thì mình nghĩ mình nên đưa một em Charizard vào. Xác định rồi Katana. Hãy đón nhận cơn thịnh nộ của Charizard đi. Rồi Gigantamax lên nhá. Xúc đi em. Này thì Katana. quá là mạnh luôn. Charizard kết liễu liền. Để coi coi chúng ta sẽ được gì nào. Em Reshiram mình học được một kỹ năng ngày rồng kìa. Đây rồi, kỹ năng của hẻm. Ơ, một mảnh Omega. Chứ không phải là bóng chứa. Boss Ultimate mà rơi ra cái mảnh này thì hơi bèo quá nha. Và gần đây còn có Cobalion xuất hiện nữa. Cobalion? Đâu? Cobalion đâu? Hẻm đâu? Chưa thấy nha. Có một em Pokemon xuất hiện gần đây. Ủa đây là mèo à? Ui không phải mèo, em chuột. Trời ơi, phải em mèo thì hay quá. Chuột nữa. Mình đang kiếm mèo, mình là toàn ra chuột à. Mình không thấy Cobalion đâu nhỉ. Ủa, biết chết. Đây, Cobalion đây. Em thuộc hệ thép với hệ giác đấu nha. Cũng được đấy. Thôi thì xúc ẻm nha. Bắt luôn. Hợp lý. Bắt ẻm. Vô, mình sẽ kéo rỉa máu của ẻm trước. Reshiram, kéo rỉa đi. Ui da, quýnh đau vậy? Quýnh nhẹ nhẹ thôi. Người ta kéo rỉa nhẹ nhàng mà quýnh đau thế. Mình không dám dùng kỹ năng hệ lửa. Mình sợ mình dùng phát cái Cobalion niệm luôn. Là không có bắt được ấy. Nên cứ kéo rỉa từ từ ha. Reshiram sẽ bị đánh khá là nhiều nhưng mà không sao đâu. Mình nghĩ em sẽ chịu nổi mà. Rồi, gán lên em. Gán nghĩa thêm một hit nữa thôi. Một hit nữa. Rồi. Úi dồi ôi, đấm Red Siram của mình ngất xỉu luôn mà. Rồi, giờ thì mình sẽ bắt Cobalion luôn á. Ở bên thế giới Ultra Beast này thì nó khá là tối luôn á, nên mình sẽ thử bắt Cobalion bằng Dust Ball xem được hay không. Không được rồi. Lần này thì dùng Dust Ball là hiệu quả rồi. Đã thiệt. Mình đã bắt được 10 Pokemon thể giác đấu rồi đó. Thích nha, hôm nay hình như mình hơi bị may mắn luôn ấy. Em này thì cũng có những người anh em khác, nhưng mà hiện tại mình chưa gặp được thôi. Nên mình sẽ để em riêng ở trong đây ha. Cobalion, có Boss luôn à. Cái bên này có Boss nữa nè. Đây là Boss Gardevoir. Được. Gardevoir hả? Đối đầu giữa Calyrex của tôi đi, ném mùi sức mạnh nè. Calyrex, quẩy đi em. Này thì giỡn mặt. Calyrex của mình cơ gại hơi bị gánh tèm ấy. Bộ đôi Calyrex này rất là hữu ích ha. Và được viên Mega nè, viên đá Z, cũng như là một cái mảnh bình minh. Đá Z hệ thường luôn hả? Đá Z hệ thường thì mình chưa có nè. Bỏ túi lẹ kẻo vứt nhầm. Dưới này thì mình cũng khá là dễ gặp mèo ấy nha.
Nên là hôm nay sẽ là một chuyến đi tìm mèo bên thế giới Ultra Beast. Để xem coi chúng ta có duyên gặp được mèo hay không á. Biết đâu bất ngờ. Ở trên đây mình gặp có em Pokemon tên là Rotom. Một Pokemon thể điện vậy má. Được thế nha. Em này thì mới cấp 30 mấy thôi à. Chắc không đánh được rồi, chỉ là thu phục luôn thôi. Được, thử sức nào. Em này lạ nha, em này lạ nha. Và với em này thì chắc mình sẽ ưu tiên một quả Whitbon trước. Rồi về đội anh đi bé. Chạy đi đâu, bé định chạy đi đâu? Bé định chạy đi đâu? À, không chịu. Chưa gì đã giật điện Raranai của mình rồi. Thôi mà, về đội anh đi. Mình hết level bon rồi. Sao cái rài mình thiếu nhiều bóng chứa vậy nhờ? Ít hôm nữa mình phải làm tất cả các loại bóng chứa mình có thể làm thôi. Mỗi thứ một ít nữa. Ví dụ trong trường hợp này mình có level bon là bắt sẽ dễ hơn ấy. Trong lúc mình đang cố bắt Rotom thì trong cánh rừng này cũng có một em cấp phu xuất hiện kìa. Có nên bắt cấp phu lại không ta? Để coi coi cấp phu. Úi, hình như mình có đủ hết dạng có cấp phu rồi. Ủa hé. Vậy thôi chắc không cần bắt cấp phu thêm đâu. Và Rotom cũng chịu về đội mình rồi. Quá đã luôn. Đâu rồi, em đâu rồi, em đâu rồi. Đây, em đây. Em thì sẽ có được khá là nhiều dạng luôn nè. Đầu tiên là dạng, cái này là cái máy gì á. Dạng này thì có hệ lửa với hệ điện ha. Dạng tiếp theo thì nhìn giống như cái máy giặt vậy. Hệ nước với hệ điện. Dạng này là hệ băng á. À giống tủ lạnh đúng rồi. Cái này là dạng hệ máy, giống cái máy quạt nè. Cái này là cái gì đây? Cái máy gì mình cũng chả biết nữa mà hệ cỏ nha, giống như máy cắt cỏ vậy. Wow, em này biến được hơi bị nhiều dạng luôn ấy. Hợp lý này. Ủa, trời, đây là giang mô. Mình cứ tưởng là mèo không à. Chết ở đi tìm mèo quá, 180 phút, nhìn em nào cũng tưởng mèo rồi. Giờ được một cái Crash Memory. Hợp lý, cái này về cho tay nun của mình, ok á. Được. Mình gặp được cái ngôi đền. Ngôi đền này thì hơi bị đã luôn. Mình sẽ có thể triệu hồi ra được một em Pokemon. Nói tắt ngang mình quên mất tiêu tên rồi. Nhưng mà nếu mình muốn triệu hồi được Pokemon đó thì mình phải có một loại bóng chứa. Và cái bóng đó có tên là GS Ball. Đúng rồi, cái quả bóng đây nè. Mà cái quả bóng này thì chỉ có thể tìm được trong những cái kim tự tháp thôi ha. Oh my god, vậy là tỷ lệ tìm được cái bóng này chắc cũng không phải không mấy phần trăm ấy. Mà tiếc quá, cái đền, cái ngôi đền này mình không có đập mang về được. Mình có cây rìu không? Mình nhớ ở đây nè, mình còn cây dư cái rìu nè. Nó không cho mình đập cái này mang về. Phải nó cho mình đập thì mình cũng đập mình mang về á. Các bạn cũng hiểu. Cũng hiểu tính mình rồi mà. Cái gì mà mang về được là mình mang về nó thôi. Nhưng mà tiếc quá. Gần đây có Zamazenta xuất hiện nữa. Mấy em bột nè, em xuất hiện ngay ngôi đền luôn à. Trời ơi. Được, Zamazenta, em hãy thử sức với Reshiram của anh đi. À, lên khiên đồ hả? Được. Lên khiên nè, anh quýnh em luôn. Em lên khiên thì anh sẽ cho Reshiram bự lên. Wow, 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 căng đấy. Căng đấy, cưng giờn với anh hả? Anh có cái khiên của cưng rồi nên bây giờ anh gặp cưng là anh quýnh cưng luôn. Dưới này không phải là Mew. Sao mình... Mew cũng đâu phải là Pokemon quá là hiếm gặp đâu ta. Mà sao mình tìm mãi không thấy nhờ? Chả hiểu nữa. Nhân phẩm mình bị làm sao ấy. Ngay cái vùng này có Tyranitar cấp Legendary nè. Thời tới rồi Tyranitar ơi. Mình sắp có được cái viên Mega Chẻm rồi. Nếu như mình đánh bại cái em này, mình sẽ cố gắng chiến đấu hết sức để cho Tyranitar của mình có thể Mega á. Trời ơi, ghê quá đi. Mèo Metal vô quẩy đi em. Đối thủ đáng gờm đấy. À, chưa đánh hả? Không xi nhê Mèo Metal đâu.
Mèo mèo tồn là vua lì đòn. Tyranita tuổi tép. Ui ui ui, đau vậy. Ao, nó giỡn thôi. Bình tĩnh đi. Người ta nói giỡn thôi mà, tính nóng như kem vậy. Trời ơi, cái kết của việc chọc giận boss nè. Không sợ đâu. Không sợ, đánh thục đi. Ui, đánh trúng rồi. Nhưng không sao, mình còn khá là nhiều thành viên cộm cán. Vô mấy em ơi, mỗi em góp một ít, kiểu gì cũng đánh được Tyranita thôi. Mỗi em góp một ít sức mạnh vào. Yay, Red Serum gánh thêm. Và chúng ta sẽ có được viên Mega của Tyranita. Tuyệt vời. Đâu rồi, em đâu rồi? Đây, em đây. Mega em ơi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi. Sau bao ngày thì cuối cùng Tyranita của mình cũng có thể trở thành dạng Mega rồi ha. Em là em á thần trong đội hình của mình, cuối cùng có được viên Mega á. Được, được, tuyệt vời. Sẽ có một ngày mình sẽ sử dụng toàn là đội hình á thần á. Đây, để ra riêng quan gốc đi, để mình còn nhớ nữa. Đó, giờ thì đi tiếp thôi. Giờ còn mỗi mèo là mình chưa tìm được nè. Bây giờ mà tìm được mèo nữa là tuyệt vời luôn á. Lâu lâu mới gặp một đối thủ đáng gờm ở bên vùng Saivana này. Ơi Sifu, gán mà gánh tem nha em. Ơi, đang đánh em này thì có thêm một em khác xuất hiện cái bên luôn. À, mấy em này thích kiếm chuyện à. Ừ, được một cái Super Rod luôn nè. Nhà mình còn cá đóng mà còn cho thêm nữa. Muốn cho mình câu cá hoài hay gì ấy. À, em này cấp Ultimate lần à. Nhưng mà anh không có sợ đâu bé ơi. Đấm em luôn. Đụng là đấm thôi. Ừ, sư phụ đấm nè. Đấm em nè. Sợ chưa? Ui ui, phản đam rồi. Đấm em cái nữa nè. Ái chà chà. Kèo căng. Kèo căng nhưng mà vẫn thắng được. Thêm được một cái Adamant Orb. Ôi hổng rài mình nhặt được mấy cái đồ cho mấy cái Pokemon kiểu như sáng tạo hơi bị nhiều rồi đó. Nhưng mà mình vẫn chưa có được những cái thứ cần thiết để chúng ta kiểu như triệu hồi những Pokemon sáng tạo ha. Tiếc ghê luôn ấy. Ồ, có cái chết ở đây à? Pokechest ở đâu đây nè? Super Potion. À, hồi phục máu. Được. Ơ, Sifu. Cho em nè. Hồi phục máu lại đi. Hồi nãy giờ đấm nhau hơi nhiều rồi đó. Sau khi trở về nhà thì mình sẽ tiến hành cho các em Rotom mình thu phục được tiến hóa ha. Mình đã search Google và biết được cách tiến hóa cho Rotom rồi. Em này thì có khá là nhiều dạng tiến hóa luôn, nhưng mà mình sẽ lựa ra một dạng mình thích nhất hiện tại đi. Hiện tại thì mình thích dạng dạng nào vậy ta? Ui, cái dạng má giặt này nhìn đẹp nè. có vòi nước lúc lắc nhìn dễ thương vậy. Dạng này thì cũng đẹp. Dạng tủ lạnh thì cũng được thôi. Nhưng mà mình chắc sẽ tiến hóa cho em thành dạng máy giặt á. Được nhá, máy giặt à. Ồ, nhà này không có. Đây, qua đây với anh. Qua nhà cũ của anh. Anh nhớ còn cái máy giặt anh dục trong đây nè. Đúng không ta? Ủa, mình nhớ mình có cái máy giặt mình dục ở đâu mà ta? Đúng không nhờ? Rõ ràng mình nhớ mình có cái máy giặt mà. Mình vứt nó ở đâu rồi ấy? Hay là trong cái tủ lạnh nhờ? Ừ, nhiều khi máy giặt mình dục trong tủ lạnh ấy. À, thiệt này. Rồi, chuẩn bị. Đó, mình dục vô là em tiến hóa liền. Đây, giờ em đã thành cái máy giặt rồi nè. Rút tôm máy giặt. Hay thiệt. Cái em này được cái là quýnh có hiệu ứng giật điện á, nên mình dùng để bắt mấy em Pokemon khác cũng khá là ok đấy. Mình nghĩ vậy. Ui, nhưng mà cũng mạnh phết đấy, không đùa. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã khá là may mắn luôn, khi mà mình đã bắt được thêm một em chim huyền thoại ở vùng băng giá rồi. Đồng thời thì còn có được một em bạch long rất là đã luôn á. Em này thì cực kỳ mạnh rồi, không cần phải bàn nữa, mà còn đẹp nữa chứ. Quá là tuyệt vời. Và có thêm một thành viên rất là lạ luôn á. Mình cũng mới biết được thôi, đó chính là Rotom.
Em này thì còn khá là nhiều dạng khác nhau á, nên mình sẽ chăm chỉ đi khám phá và tìm thêm Rotom để chúng ta tiến hóa thành những dạng còn lại ha. Cũng khá là vui á nha. Rồi, mong rằng thì chúng ta sẽ sớm làm luôn cái nhiệm vụ cuối cùng này. Đó chính là hình như là tìm chim huyền thoại lửa thì phải. Đó, khá là hấp dẫn á. Nếu mà mình làm xong nhiệm vụ đó thì mình sẽ có được bộ ba chim huyền thoại luôn. Nghe thôi đã thích rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình. Bye bye.